Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lở đất kinh hoàng 13 người mất tích cùng thiếu tướng phó tư lệnh. 13 cán bộ chiến sĩ trong số 21 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đã mất liên lạc sau một vụ sạt lở đất vào lúc 0 giờ đêm rạng sáng ngày 13 tháng 10, vùi lấp trạm kiểm lâm và hai lều dã chiến, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, phó tư lệnh quân khu 4. 8 người trong số đó đã liên lạc được vào sáng hôm sau. Đây là hình ảnh hiện trường nghiêm trọng vụ sạt lở đất khiến 13 người mất tích. Bên trái là trạm kiểm lâm 67 sông Bồ nơi đoàn nghỉ qua đêm, và bên phải là hình ảnh của khu vực trạm kiểm lâm sau vụ sạt lở đất từ cái đồi đất đối diện với trạm. Chiều ngày 13 tháng 10, Bộ Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết 40 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ, đã băng rừng thoát nạn về nhà máy điện Rào Trăng 4 trong cùng xã Phong Xuân. Thiếu tướng Phạm Văn Ti, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết thông tin trên vào chiều ngày 13 tháng 10. Đoàn công tác có tới 21 người do Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu, Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có mặt trong đoàn này. Đoàn được biết đã xuất phát vào lúc 14 giờ chiều ngày 12 tháng 10 từ huyện ủy huyện Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng Ba. Đến 16 giờ, đoàn đến trên đường 71, ô tô không thể đi qua. Vì vậy, đoàn để lại ô tô đi bộ vào thủy điện Rào Trăng Ba khoảng 13 km. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ đóng trên đường di chuyển, nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường. Theo thông tin báo về tỉnh lúc 22 giờ vào ngày 12 tháng 10, đoàn dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm. Lúc 0 giờ sáng ngày 13 tháng 10, xuất hiện tiếng nổ lớn, núi đất đá bị sụt đổ chùm lên nhà kiểm lâm nơi đoàn đang nghỉ, đồng thời chôn vùi hai lều dã chiến. Đây là hình ảnh bản đồ vị trí trạm kiểm lâm 67 so với thủy điện Rào Trăng 4 và thủy điện Rào Trăng 3. Trạm 67 là nơi xảy ra vụ sạt lở cách thành phố Huế khoảng hơn 60 km về phía tây, đồ họa của báo Tuổi Trẻ đăng tin. Sau đó, 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người còn lại thì đã mất tích, trong đó có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương. Trước đó, vào lúc 13 giờ chiều ngày 12 tháng 10, nhận được tin báo từ người dân có công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng Ba ở huyện Phong Điền bị đất đá sạt lở do mưa lũ vùi lấp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy các lực lượng tiếp cận tìm kiếm. Báo Tuổi Trẻ Online cũng liên lạc được với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, người tham gia nhóm cứu hộ và cứu nạn đã trở về an toàn sau sự cố giữa đêm. Ông Bình cho biết ông và một số thành viên trong nhóm đã về an toàn lúc 5 giờ sáng, vẫn còn một số thành viên mắc kẹt lại. Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 13 tháng 10, Thiếu tướng Phạm Văn Ti, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết khi ấy vẫn chưa tiếp cận được hiện trường nơi 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn trên đường vào thủy điện Rào Trăng Ba. Hiện các lực lượng chưa tiếp cận được vị trí đoàn gặp nạn vì toàn bộ đường đổi núi nên sạt lở đất gây chia cắt đường. Hiện tại đi rất nguy hiểm, có thể sạt lở ở bất cứ chỗ nào trên đường, công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đối với phương án dùng trực thăng để tiếp cận, hiện đang tính toán điều kiện thời tiết và các điều kiện khác như địa hình, cây cối nên cần thị sát thì mới cho phép bay vào. Ông Ti đã thông tin thêm như vậy. Trong khi đó, có 3 công nhân đang xây dựng tại thủy điện Rào Trăng Ba được đại diện công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng Ba xác nhận là đã thiệt mạng và đang được đưa ra ngoài bằng đường bộ. Cũng vào chiều ngày 13 tháng 10, trao đổi phóng viên báo Dân Chí, ông Nguyễn Đại Thành, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng Ba thông tin, tổng số người chết mất tích hiện tại là 30 người, gồm 17 công nhân, 3 người chết, 14 người mất tích và 13 cán bộ chiến sĩ đoàn đi cứu hộ cũng mất tích. Hiện xác định được 40 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba đã di chuyển bằng đường rừng qua nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 trú ẩn an toàn. Và lượng lương thực ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 chỉ còn đủ dùng cho một ngày. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người đứng hàng đầu, thứ hai từ phải qua. Ông là một trong 13 người mất tích sau vụ sạt lở đất giữa đêm ngày 13 tháng 10. Khu vực hai thủy đang bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước đang chảy xiết do lũ cuốn.
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế tối ngày 13 tháng 10 nói lực lượng cứu hộ đã dùng hai cano ngược dòng hồ Thủy điện Hương Điền lên Thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp thức ăn, thức uống, thuốc men cho nhóm công nhân bị mắc kẹt tại đây. Và lực lượng cũng đã đưa 5 công nhân bị thương trong nhóm này lên cano và trở về tới bệnh viện để cấp cứu. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói lực lượng cứu hộ đã lên phương án trong ngày 13 tháng 10 sẽ cố gắng đưa toàn bộ người đang mắc kẹt tại Thủy điện Rào Trăng 4 về bằng cano. Báo Thanh Niên cũng đưa tin hiện cơ quan chức năng đang thành lập sở chỉ huy tiền phương để lên phương án cứu hộ, cứu nạn, trong đó có tham gia của xe máy xúc, xe đặc chủng cùng máy bay trực thăng. Thiếu tướng Vũ Văn Kha, quyền tư lệnh quân chủ phòng không không quân, được báo Việt Nam Express dẫn lời nói, hiện nay việc cứu hộ, cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của quân chủng. Không quân, vận tải và không quân trực thăng đã có mặt tại đây và đang làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Kha nói thêm. Truyền thông trong nước đưa tin do trời mưa lớn nên tuyến đường khoảng 20 km vào Thủy điện Rào Trăng 3 có hơn 10 điểm sạt lở với 4 con suối nước chảy rất xiết. Đây là hình ảnh khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 là địa hình đồi núi dốc rất nguy hiểm. Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành tất 90% hạng mục xây dựng. Nhà máy có công suất lắp máy 11 MW với tổng nguồn vốn đầu tư là 290,8 tỷ đồng và diện tích đất dự kiến sử dụng là 11,1 ha. Bộ đội công binh đang dùng mọi phương tiện để mở đường vào khu vực nhà máy thủy điện. Hiện các lực lượng còn cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2 km. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hiện vừa quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ để tập trung ứng phó thiên tai. Cũng vào năm 2017, mạng báo Sinh từng đưa tin cảnh báo về việc 4 thủy điện, trong đó có Rào Trăng 3 và 4, đang xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 200 hectare rừng đặc dụng bị mất, ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Bộ Quốc phòng cho biết, thống kê đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, mưa lũ trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 23 người chết, Quảng Bình 2 người, Quảng Trị 8 người, Thừa Thiên Huế 3 người, Đà Nẵng 1 người, Quảng Nam 4 người, Quảng Ngãi 3 người, Gia Lai 1 người và Đắk Lắk 1 người. Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 18 người đang mất tích, cùng với Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên Huế 3 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Nam 2 người, Quảng Ngãi 3 người và Gia Lai 1 người. Đây là hình ảnh người chồng đã gào thét bất lực giữa biển nước dữ. Vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp vợ qua điểm ngập bằng nghe. Khi còn cách bờ khoảng 20m thì không may nghe bị lật và người chèo nghe đã nhảy xuống cứu vợ nhưng không kịp. Hiện nay mưa ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã giảm, lũ xuống chậm. Tuy nhiên, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, dự báo mưa lớn sẽ quay trở lại và gây ngập lụt kéo dài ở các tỉnh miền Trung. Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí hậu Thủy văn Quốc gia cho biết như vậy tại buổi thông tin về cơn bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 10. Cũng theo ông Long, các tỉnh Trung Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của bão số 7 nên từ hôm nay mưa đã giảm dần, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống chậm. Tuy nhiên, ở một số địa điểm như hạ lưu sông Kiến Giang như Quảng Bình, sông Thạch Hãn, Ô Lâu ở Quảng Trị, lũ vẫn lên cao trên báo động 3. Dự báo lũ trên các sông này tiếp tục xuống nhưng tình trạng ngập lũ vẫn còn kéo dài tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, khu vực giáp danh giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị do khu vực này trũng thấp. Còn sông Hương ở Thừa Thiên Huế thì hiện vẫn ngập khá sâu, mực nước trên báo động 3, người dân cũng cần chú ý. Không loại trừ khả năng các hồ thủy điện, hồ chứa ở Thừa Thiên Huế tăng xả nên ngập lụt sẽ nặng nề hơn. Ông Long cũng cho biết khoảng ngày 15 tháng 10 sau khi bão số 7 suy yếu, một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ ngoài khơi Philippines vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão sẽ gây mưa lớn ở Trung và Nam Bộ. Cơn bão này cùng tương tác với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn kéo dài ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10. Và trọng tâm mưa từ ngày 17 đến 20 tháng 10, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục đối mặt với ngập lụt trở lại, ông Long cảnh báo. Đây là hình ảnh mưa lớn cộng thêm việc các hồ Tả Trạch và Hương Điền xả lũ khiến nhiều điểm ở thành phố Huế ngập hơn 1 mét.
Trong thành phố, người dân đã phải di chuyển bằng thuyền. Và dự kiến 13 giờ ngày 14 tháng 10, bão số 7 ngay trên vùng biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gió giật cấp 11. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh thành bão số 8, tiếp tục hướng vào miền Trung. Thông tin này cũng được ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại buổi thông báo báo chí cơn bão số 7 diễn ra vào chiều tối ngày 13 tháng 10. Và đặc điểm của bão số 7 là có gió tương đối mạnh và mưa rất lớn sau bão. Theo ông Lâm, nguy hiểm nhất đối với cơn bão này là mưa lớn ở trên đất liền của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo mưa lớn sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 10. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 200 đến 350 ml cả đợt, có nơi từ 400 ml. Các vùng tỉnh ở phía Bắc Bộ có nguy cơ tiếp tục gặp lũ quét, sạt lở đất rất cao và ngập úng tại các đô thị. Ngoài ra, lũ sẽ tiếp tục lên nhanh trong các ngày 14 và 15 tháng 10. Hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn tại các khu vực Thượng Lào cũng có thể khiến lượng nước đổ về đây gây lũ ở Thanh Hóa và Nghệ An. Cảnh giác với các hồ thủy điện xả lũ trong đêm ngày 14 và 15 tháng 10 do mưa bão số 7, ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có một đợt lũ trên sông Thao, sông Mã, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố. Các sông có khả năng lên báo động số 2, có nơi lên báo động số 3. Sông Thao, sông Chảy có thể lên báo động số 2. Và cũng bắt đầu từ 18 giờ chiều ngày 13 tháng 10, Hồ Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2020 với bản tin Lở đất kinh hoàng, 13 người mất tích cùng Thiếu tướng Phó Tư lệnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.